Sáng ngày 11 tháng 10, Công an quận phối hợp với Phòng Kinh tế quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố quận Kiến An năm 2022. Tham gia huấn luyện có đội trưởng, đội phó, thành viên đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, bảo vệ dân phố các tổ dân phố trên địa bàn quận. Tại buổi huấn luyện, đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố phổ biến luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản pháp quy, quy định của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng thời phổ biến các phương pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản, nhất là phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện và xăng dầu, hướng dẫn tính năng tác dụng cách sử dụng và bảo quản các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Các học viên đều phải làm bài kiểm tra, đánh giá và trực tiếp thực hành. Qua tập huấn giúp nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức kỹ năng cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ kịp thời, có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản theo phương châm 4 tại chỗ.